Chuẩn bị đồ cho vợ vượt cạn. Ôi, bây giờ bà Vân đến chuẩn bị đến ngày hôm chung với con vợ ạ. Thế bây giờ bà đang đi một đầu, mình phải khi mà hôm chung xong em bé mà cất tiếng khóc mình sẽ mang một quà này mang tặng của mình. Tiện đây mang xe xuống nữa, khi nào ông kia trả lời mà đi xuất viện ấy để cho ông ấy lên đây hả? Đây. Mình đố các bạn, trong này là cái gì? Nhìn cái túi Hermes thôi nhưng mà chưa chắc bên trong là phải đồ Hermes. Ôi, ngồi ngoài một mình sốt ruột quá. Bố Hải mẹ Chiến cũng đang đòi vào nhưng mà vào đây không làm gì nên thành ra là mình chưa gọi bố mẹ vào. Mà 4-5k à? 6m rồi. Tươi lắm, tươi lắm. Đi lại đi. Lụ cười dọc mở tiếp chưa? Ôi giời, bây giờ là 4 giờ kém rồi, đó quá, cả nhà đi ăn. Là 4 giờ 16 rồi, hai bố con đói quá đi làm bát phở. Đây mọi người, vào bệnh viện để xem ma chờ con dâu đẻ đây. Bố Hải ơi. Ôi trời ơi. Đây, con chờ đây mọi người đây ạ. Đấy. 4 giờ 57 rồi. Ngủ hết rồi. Qua buồn ngủ nha. Cái này khui con khui hội nhá. Khui hội nhá. Đoán là cái gì nhỉ? Cái mẹ khui hội đấy. Đoán rồi đấy. Đó. Ôi. Các nước ở viện. Các nước ở viện vẫn là đẹp. Đầu tiên là iPhone 15 Pro Max à. Rồi. Nước ở viện nè. Con ra. Một cái túi hôm mẹ này. Cân bàn. Và cái quan trọng nhất ấy là đây ngoài rồi thế nhá, 10 cây vàng. Mẹ mai đây ta bán nhá, 10 cây vàng bảo Tí Minh Châu, 10 cây vàng bảo Tí Minh Châu nhá. Đừng đẹp không. Rồi. Đang chờ đợi đến đúng 5 giờ rồi để... Có đau rườm rượp không em? Có. Ừ, được. Đợi chút nhé. Đợi chút không ạ. Để trước 5 giờ. Chuẩn bị 5 giờ. Người nha, đã bắt đầu 5 giờ. Thế nên em muốn để sau 5 giờ nhỉ? Từ 5 7 giờ đúng không? Đấy, qua 5 giờ rồi, giờ bắt đầu cái đau này em dặn đi nhá. Mỗi cơn đau thì em hít hơi sâu, căng lồng ngực nhá, đẩy hơi lồng xuống, chân đạp mạnh này, tay kéo mạnh. Mỗi lần em dặn đấy thì em dặn giữ hơi thật lâu vào nhá. Mỗi cơn đau em cố gắng dặn được 3 hơi thì tốt. Chắc là 5-10 phút nữa thì em bé đi ra. Đúng rồi, dặn tốt lắm. Rồi, hết hơi thì thôi. Hít sâu thở đều nhé.
rồi, dặn lên em. Có lên thì đúng rồi, đúng rồi, chân lâu rồi. Rồi, ok, tốt lắm. Rồi. Rồi, quay. Thôi dặn em ơi. Thôi, há miệng thật đều, há miệng thật đều nhá. Há miệng thật đều. Thôi, há miệng thật đều. Thế là bây giờ 5:18 nhé, 5:18 nhé, 5:18. Đây đúng theo nguyện vọng để sau 5 giờ. Cảm ơn vì có bên mẹ.